ông bà cô chú. Đây là xôi bò, xôi bắp, dạ. Xôi gấc, xôi nếp cẳng, xôi đậu, xôi đậu và xôi đậu đen, đậu phụng và đậu đen nha. Dạ. Chị bán tầm khoảng 6 giờ là bắt đầu đã mở, chị đã ra nha ông bà cô chú. Dạ. Một gói từ 5.000, 7.000, 10.000. Dạ. Bình dân trước chợ Minh Phụng hay là nhà sách Cây Gõ nè ông bà cô chú anh chị và các bạn. Mấy gói chị? Xôi gấc. Đó. Hấp dẫn. Rất là bình dân nha ông bà cô chú, nhìn hấp dẫn lắm. Một bên là cái mẹt, một bên là cái thao. Ẩm thực đường phố Sài Gòn ấy, thì cuộc sống Sài Gòn TV chia sẻ nhiều cái món ăn đường phố cho ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thêm một cái địa điểm về mẹt xôi của chị gái trước chợ Minh Phụng nha. Dạ, trước chợ Minh Phụng rất là bình dân luôn, nhìn hấp dẫn lắm. Chị trưng bày mình thấy lá chuối quá trời, lá chuối luôn. À, gói chủ yếu lá chuối. Đúng rồi, chủ đạo là lá chuối. Dạ, chủ đạo là lá chuối. Nhìn lá chuối quá trời quá. Thì, lá chuối nó thơm mà nó ngon đấy. Dạ. Người ta dễ ăn, không có độc hại nhiều. Dạ. Dạ. Mấy hai cái tốt. Chúng em tặng dành. Cái đậu. Chập nữa, chập nữa em mua chứ. Chập nữa mua mấy phần nha. Hai tốt tốt một cái đậu. Cái này cái này mình đó, dẫn không? Lấy đường thôi, đừng có lấy mẹ. Dạ, hai gói lấy đường cho cô. Hai lấy cái đường.
Ủa đây cũng bắp mà kia cũng bắp là bắp. Bắp này bắp vô, bắp hạt nha. Dạ, còn đây là bắp sai à? Bắp dạ, bắp này đây bắp hầm anh. Dạ. Hình như là ngày nào chị cũng bán đúng không? Hay là có ngày bán ngày nghỉ? Bắp hộp nha. Bắp hộp. Dạ, rồi không quay cô đâu. Cô nói vậy là con biết rồi. Bắp hộp. Hai hộp. Không có phi chứ nào. Các cô đi chợ về đó mua một hộp xôi. Dạ. À, các chị đi chợ về mua. Đi chợ gì hả gì? Dạ. Chia sẻ cho ông bà cô chú biết để ghé ủng hộ chị gái. Hộp xôi bình dân á. Hấp dẫn nữa. Có ăn cái gì mày gói cho tao hả? Là đang có ăn bánh hầm bao giờ không? Nó ăn bắp cái gì? Nó ăn xôi rút mà xôi giò gì? Lấy xôi giò đi. Giò nó bớt ngọt cái kia ngọt chứ lắm. Giò giò. Cái xôi giò hay gì? Cái này chỉ tiêu làm hả? Dạ không. Con đang đi ngoài đường á. Con đang đi ngoài đường con thấy thôi, con chuyên quay ẩm thực. Dạ, con trang chuyên quay ẩm thực. Chia sẻ có món ăn đường phố Sài Gòn. Dạ. Ghé ăn một hộp. Gói trong lá chuối xong mới một tờ giấy nữa kỹ nữa. Cẩm ba màu. À. Hai má con hả? Dạ. À, các chị đi chợ về mua ghé mua làm một hộp xôi bình dân. Trước nhà sách cây gõ nha ông bà cô chú anh chị và các bạn, hay là chợ Minh Phụng. Đồng không? Mấy hộp chị? Làm không kịp á. Tôi đậu phộng. Cô không vai cô đâu. Dạ. Dạ. Lâu lâu đi. Dạ, cuộc sống Sài Gòn TV.
Rồi, gì đi chợ gì là gì. Rồi. Dạ. Bắp hột có trắng. Bắp hột. Em muốn chơi, anh này có xôi giò được không? Anh trai. Này chắc xôi giò. Dạ, chiều tối về em bữa phát sóng. Chiều về coi nha anh. Dạ, anh trai. Dạ. Cuộc sống Sài Gòn TV. Rồi, cảm ơn. Rất là tấp nập. Một gánh xôi nho nhỏ thôi, một mạt xôi nho nhỏ ở chợ Cây Gõ nha, Sài Gòn. Hay là trước chợ, trước nhà sách Cây Gõ. Dạ. Đây là không khí phía trước chợ Minh Phụng nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. À. Buổi sáng. Em 10.000 đi anh. 10.000. 5.000, 7.000 cũng bán nha ông bà cô chú. Dạ. Dạ, bao nhiêu cũng bán. Bình dân. Dạ. Xôi giò chị. Dạ. Dạ. Nhìn hấp dẫn lắm quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hai cái bắp. Cách rất là tấp nập. Gói 15.000. Đây là hai má con. Để nhiều.
nha. Đây ăn gì em? Đây rồi, hai gói đi. Anh đợi chị nha cưng. Ai nổi tiếng luôn Sài Gòn. Bỏ khẩu trang lại cười tươi lên, đứng lên tivi cái gì nữa. Bán xôi lên tivi nổi tiếng này về ông chồng lại ghen đấy. Dạ hết. Dạ em hết chị. Anh cũng thường ăn xôi của chị hả anh? Ngày nào cũng ăn. Dạ. Hấp dẫn lắm, thơm phức luôn. Nhìn trên tay bà làm mà muốn những điều gì người muốn muốn ba lê. Dạ, cảm ơn anh. Em 10 15 đúng không cô? 10 à. 15. Thì đó đổ tâm với vừa, không có hành ha. Đúng rồi. Làm món này xong thì bỏ khẩu trang ra cười một cái duyên dáng là xinh gái đấy mà. Đây cho anh khách anh lên sóng luôn. Đó. Anh vui quá, ông nói chuyện vui quá trời luôn. Trời. À, mỗi ngày luôn á. Dạ, ông nói chuyện vui quá trời vui luôn mà. Cô đi chợ về kìa, đi chợ về thôi. Đấy, bỏ khẩu trang ra xinh gái này. Rồi, cảm ơn anh trai nha. Rồi. Làm cho em hai hộp luôn nha chị. Ừ. Hai bịch. Hai gói, một gói bây giờ mình ăn trưa mình ăn gói. Hôm nay ngày chay nên là dạ. Dạ. Có bông luôn, cô bán bông kế bên luôn. Nếu có dịp đi ngang qua đường ngay chỗ trước chợ cây gõ này ông bà cô chú, nhà sách cây gõ nè, pha xa cây gõ đó, cũng như là trước chợ Minh Phụng thì mình ghé mình thưởng thức nha. Ở đây chị bán rất là bình dân luôn. Dạ. 5.000, 10.000. Dạ, nói chung là 5.000, 7.000, 10.000. Con lá chuối cho anh. Dạ, lá chuối cho em. Xôi bắp nè. À, xôi bắp với một cái thập cẩm. Dạ, thập cẩm đi. Hai cái. Bắp này hả anh? Dạ. Bắp. À, bắp. Dạ. Ồ, xôi bắp. Ô cái đó là mặn rồi chay á chị. Dạ dạ. Chay phải không? Dạ đúng rồi. Được rồi. Cái đó là chay luôn phải không? Chay phải không? Dạ. Dạ. Đó. Em ăn gì? Có anh ăn gì? Xin lỗi. Dạ. Bởi vì kỳ trẻ quá.